này mình gặp ở nhà đưa vô máy xay sinh tố. Nói gì anh nãy em biết cậu. Em biết cậu mới nói rồi. Cua mấy chị em sẽ kho lạc dầu nóng em cho tỏi vô. Rồi tỏi vàng thơm em cho đặc cua vô. Rồi em cho cua vô. Em nêm luôn cho cua nó thấm cho đỡ bột ngọt. Nước mắm. Chín rồi, cho gấp bầu ra. Bữa nay để giỏ ăn cả nhà, còn non. Tọt nữa. Mình kho cá mà cái chảo nó lủng cái đáy nồi ấy, thì mình không ăn được thôi. Cái này thì chắc nó cũng còn dính vô mà. Này cua kho, mấy cậu cháu chấm với bắp chuối cả nhà. Em múc xác bắp chuối ra. Coi như cá kho lạc vậy đó, để nó mới chút nhiều nó canh tám ngàn ký hay tỏi thôi. Cây nhà lá vườn mà gì đó tháng rẻ mà nhà chợ mua có bằng hẳn á, 10 ngàn hay 12 ngàn, 20 ngàn gì đó. Đắp chuối hộp nó mới mắc cậu ơi. Chuối hộp mắc lắm, ăn ngon. Sao ta không dầm đắp chuối hộp ta bán này? Mà học bằng trái đâu bán. Không bán không mày bán bắp. Khó thì nó lâu thì sao anh ơi? Hay tại tùy theo thời điểm nó mới có giá hay không. Đưa dạng không? Cua nãy giờ nó chín rồi nè cả nhà. Phần thịt cua nó đã nổi lên trên mặt rồi. Ngon quá chàng luôn. Sống sánh luôn á chị.
cũng hủ nâu vậy đó. Cô em khâu cũng chín rồi đó, em cho hành vớt vô. Máy chạy nước sen, bà con đã chạy nước sen, ở nhà cũng không cảm giùm hay không chứ. Hôm nay cha con cậu cháu ăn cơm với món cua kho lạc chấm bầu luộc, bầu hấp cơm. Con xin mời cha với cậu, xin mời cả nhà luôn. Cũng giấy vừa xong mà cả nhà ăn cơm với cua kho bầu luộc. Bầu hấp cơm cha. Bầu hấp cơm, quá ngọt. Mời cả nhà. Để gió ngon quá. Chào cậu. Tiệc về mặt trời không? Tiệc về mặt trời không? Rồi mời cả nhà luôn nha. Cơm thì gió ngon không? Xin mời cả nhà nha. Dạ mời cả nhà nha. Bắt trúng quá ha. Trúng được 2 tiếng đồng giờ đem theo sẵn á. Dòng nó dịch thay là thu thải rồi quá. Sáng ngày chọn đem dịch ta. Dạ. Bắt cua còn gì nữa? Nó mình kiểm chứng bắt cua mà. Cái này không xong rồi cậu ơi. Làm đem bỏ. Mới là lặng đặng lâu đau rồi.
Máy cắt ngoài đồng công nhận cái vườn xoài đó cua già không ha? Dạ hết biết cua. Để cho cha với mấy cậu cháu tiếp tục dùng bữa, xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Hẹn cả nhà ở những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.